Xin chào các bạn, tôi đang đứng bên bờ sông Neva ở thành phố Saint Petersburg của nước Nga. Dưới ánh nắng vàng, rất nhiều chàng trai cô gái đang đi dạo và rất nhiều người đi du thuyền trên dòng sông Neva đẹp tuyệt vời của thành phố Saint Petersburg. Thưa các bạn biết bây giờ là mấy giờ ở nước Nga không? Hiện nay lúc tôi đứng đây và đang nói chuyện với các bạn thì là 9 giờ 30 buổi tối ở nước Nga và ánh nắng vẫn chiếu tràn ngập trên thành phố Saint Petersburg này. Tại Saint Petersburg vào mùa hè, vào khoảng tháng 6, tháng 7 thì có hiện tượng đêm trắng, tức là ngày sẽ kéo dài 24 tiếng, gần như 24 tiếng và các bạn có thể không bao giờ thấy buổi tối ở thành phố này. Và bây giờ tôi xin mời các bạn tham quan thành phố Saint Petersburg trong một đêm trắng rất đặc trưng của phương Bắc. Đêm trắng là một hiện tượng đặc biệt đối với các khu vực gần cực trái đất vào một số ngày trong mùa hè. Tại World Cup 2018, Saint Petersburg là thành phố đăng cai nằm xa nhất về phía Bắc. Hiện tượng đêm trắng ở đây đỉnh điểm là vào cuối tháng 6, khi ánh sáng ban ngày hầu như kéo dài suốt 24 tiếng đồng hồ. Nửa đêm nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Thời gian này thành phố Saint Petersburg tổ chức nhiều lễ hội trong những đêm trắng. Du khách và fan hâm mộ bóng đá tới đây vào những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7 đã có dịp trải nghiệm hiện tượng đêm trắng đặc biệt này. Tôi thấy cái đêm trắng này thật sự là rất kỳ lạ, bởi vì khi mà tôi đến nước Nga ấy thì 9 rưỡi 10 giờ tối vẫn chưa hết ánh nắng mặt trời, và có nhiều hôm mà tôi ngủ tôi tỉnh dậy lúc khoảng 1 giờ rưỡi sáng thì nó giống như là lúc 7 8 giờ sáng của Việt Nam ấy. Mặt trời chiếu vào qua cái cửa sổ và tôi tỉnh dậy và mở điện thoại ra thì lúc đấy là khoảng 1 rưỡi đêm. Và thực sự là đây là một cái trải nghiệm thực sự là kỳ lạ. Ít khi nào, hiếm khi nào có gặp lại được. Thật ra thì cái hôm mà đêm trắng nhất trong những ngày của em ở Saint Petersburg ấy thì bọn em bị mệt quá ấy, đã ngủ từ 7 giờ tối. Nhưng mà ngày mấy ngày hôm sau thì nó cũng trắng, nó cũng sáng được khoảng hơn nửa đêm. Thì em thấy cũng rất là thú vị. Rất là đẹp ạ. Bầu trời nó không phải là trắng, không phải là sáng hẳn, nhưng mà nó cũng không tối, nó giống như hoàng hôn của mình. Nó có vệt sáng, trông nó rất là ảo diệu. Người dân thì cực kỳ vui, người ta ra đường uống rượu rồi hò hét, rồi không biết là tận mấy giờ người ta mới ngủ luôn, bọn em mệt quá bọn em đi về. Nhưng mà một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đến với World Cup 2018, đến với nước Nga, người hâm mộ không chỉ được xem các trận cầu sôi nổi, hít thở không khí bóng đá, mà còn có những trải nghiệm thú vị khác. Ai đã từng tới Saint Petersburg trong những ngày này, từng trải qua đêm trắng bên bờ sông Neva, hẳn sẽ lưu lại những kỷ niệm khó quên trong đời. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.